Thưa quý vị, năm nay, dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9, người lao động được nghỉ liên tiếp 4 ngày, gồm 2 ngày nghỉ lễ và 2 ngày cuối tuần. Với thời gian nghỉ lễ dài ngày, nên nhu cầu du lịch của người dân được dự đoán sẽ tăng cao. Nắm bắt cơ hội này, các khu điểm du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã có sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đáp ứng tốt nhất nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí của du khách khi đến với Bạc Liêu. Để tiếp tục duy trì và khẳng định thương hiệu du lịch Bạc Liêu an toàn, thân thiện và hấp dẫn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã chỉ đạo các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo điều kiện phục vụ du khách một cách tốt nhất. Trong đó, các khu điểm tham quan du lịch đang tích cực hoàn tất công tác chuẩn bị đón khách, đồng thời đưa ra nhiều ưu đãi để thu hút du khách trong dịp này. Sau thời gian triển khai loại hình du lịch tích hợp với các hoạt động tham quan điện gió bằng xe điện, hoạt động trải nghiệm ở bìa rừng, ở khu vực bãi bồi ven biển, thì dịp lễ 2 tháng 9 này, khu du lịch điện gió Hòa Bình 1 sẽ bắt đầu phục vụ trải nghiệm ẩm thực cho du khách. Trong dịp mà mùa 2 tháng 9 này, để cũng để chuẩn bị cho đón các cái du khách khi đến vào cái kỳ nghỉ lễ cũng tương đối dài ngày này, thì chúng tôi cũng đang chỉnh trang lại các cái kiến trúc cảnh quan cũng như là hoàn thiện các cái cơ sở hạ tầng và bước đầu sẽ vận hành thử một số cái dịch vụ về nhà hàng để phục vụ du khách. Để phục vụ du khách chu đáo trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh cho biết cũng đã tích cực tân trang phòng ốc, tăng cường thêm đội ngũ nhân lực nhằm duy trì chất lượng dịch vụ, đồng thời đảm bảo niêm yết giá công khai, không tăng giá phòng nghỉ để làm hài lòng du khách. Song song đó, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn thực phẩm cũng được các cơ sở kinh doanh chú trọng thực hiện. Trong cái đợt lễ tới nè, thì chúng đó chuẩn bị phòng là sạch sẽ để chuẩn bị đón tiếp khách du lịch. Lượng khách mà xuống Bạc Liêu thì cũng là đã đạt được khoảng 70-80% mà. Cũng hy vọng là trong cái dịp lễ này thì khách sẽ xuống là full phòng. Lượng khách chốt tour đặt phòng cho chuyến du lịch Bạc Liêu trong dịp lễ 2 tháng 9 đang tăng dần trong những ngày gần đây. Hứa hẹn mùa du lịch dịp lễ 2 tháng 9 năm nay sẽ rất sôi động. Với sự chủ động của ngành du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, Bạc Liêu đã sẵn sàng đón khách du lịch đến trải nghiệm và cảm nhận về vùng đất và con người, quê hương bản già cổ.